Thưa quý vị, Phú Thọ là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu và thổ nhưỡng vô cùng phù hợp để phát triển cây chè. Chính vì vậy mà đâu đâu chúng ta cũng sẽ bắt gặp những đồi chè chập trùng xanh mướt vô cùng thích mắt. Và ngày hôm nay Mai Hậu sẽ đưa quý vị đến thăm một trong những đồi chè đẹp nhất của huyện Thanh Sơn. Trước mắt Mai Hậu là hơn 1.000 hecta chè trải dài rộng lớn của xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn. Không giống như phần lớn các đồi chè nổi tiếng nằm ở xa trung tâm, trên những nơi có địa hình cao, đồi chè Địch Quả nằm ngay bên đường lớn, rất thuận tiện cho du khách tham quan và trải nghiệm. Qua đôi bàn tay cần mẫn của các cô, các chị, những luống chè đều tăm tắp, trông xa như một tấm thảm xanh mướt mắt. Nhìn thôi đã muốn thả mình lên đó để cảm nhận bầu không khí trong lành và hít hà hương chè thoang thoảng, dịu ngọt. Một buổi sáng quá ư sảng khoái phải không nào các bạn? Em chào chị ạ. Bây giờ thì chè đang vào giai đoạn nào rồi ạ chị? Bây giờ chè đang vào chính vụ em ạ. Thời điểm này là chè đang đẹp nhất, đang rộ và cho cái chất lượng ổn định nhất em ạ. Để có được sản phẩm chè chất lượng tốt như thế này thì giai đoạn này thì mình cần phải chăm sóc như thế nào ạ chị? Nhân dân phải tuân thủ theo đúng các quy định của nhà máy chè Phú Đa là sẽ phun thuốc này, bón phân theo chỉ định, theo đúng quy chuẩn RA. Và như em thấy là các đồi chè là chúng ta sẽ trồng thêm những cái cây bóng mát. Đây là phương pháp sinh học để cho chè có thể cân đối được độ ẩm và cũng duy trì được cái tập đoàn thiên địch cân bằng sinh học cho đồi chè. Ở đây thì thời điểm nào sẽ là thời điểm lý tưởng để chúng ta có thể chụp ảnh cũng như là check in cùng với đồi chè này hả chị? Để chụp ảnh hoặc là check in với đồi chè thì chúng ta nên chọn thời điểm vào mùa xuân, tháng 2, tháng 3 âm lịch, hoặc thời điểm này cũng là rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể chọn những cái buổi vào thời điểm buổi sáng như là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, hoặc là buổi chiều thì chúng ta có thể chọn từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, là những thời điểm mà ánh sáng đẹp nhất vừa phải để chúng ta có những bức ảnh tuyệt vời nhất. Và ngay bây giờ xin mời Mai Hậu sẽ cùng tham quan đồi chè Địch Quả cùng mình nhé. Dạ vâng ạ. Dạo bước trên những con đường nhỏ uốn quanh đồi chè, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng những búp xanh mơn mởn, căng tràn, ôm trọn trong đó là cái nắng, cái gió của mảnh đất Trung Du. Không chỉ vậy, chị Thu cũng kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về mảnh đất Thanh Sơn với lịch sử gần 200 năm. Chắc chắn có dịp tôi sẽ quay trở lại nơi này để tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc đó. Còn bây giờ, tôi sẽ tranh thủ chụp lại những bức hình thật đẹp để khoe với bạn bè, người thân của mình. Nếu bạn chưa biết tạo dáng thì cũng đừng quá lo lắng, bởi giữa khung cảnh nên thơ như thế này, bạn chỉ cần nở một nụ cười tươi là đã có bức hình ưng ý rồi. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thưởng thức trà xanh cũng là điều không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Địch Quả. Chè xanh khi tươi không dậy mùi như chè sao mà thoang thoảng dễ chịu. Từ xa, cái hương thơm ấy cứ vấn vít khiến lòng người xuyến xao. Giữa núi rừng bao la, nhâm nhi ly trà ngọt mát, mọi âu lo mệt mỏi tan biến hết. Để rồi tâm hồn thả nhẹ miên man trong nắng sớm mùa hạ, cuộc sống bỗng nhiên đáng yêu biết nhường nào. Nếu bạn băn khoăn chưa biết đi đâu để thả gánh muộn phiền, thì về Địch Quả, Thanh Sơn nhé!